ở cùng tất cả anh chị em và cùng cha. Anh chị em thân mến, bài đọc hồn đưa chúng ta về thời kỳ đầu của việc tạo dựng, và đặc biệt là thời kỳ đầu của Kinh Thánh, với những cái sứ điệp là Thiên Chúa vì tình yêu thương đã tạo dựng con người, nhưng vì yếu đuối, vì những cái ý riêng của mình mà con người đã sa ngã, đã phạm tội, tạo nên những cái sự ác, rồi tạo nên những cái bất đồng ở trong thế giới. Và ngay từ đầu đó kéo dài cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn cảm nhận những bất đồng, người ta vẫn cảm nhận những bất công, những gian ác ở trong cuộc đời. Và nhìn lại thì đúng thật là do toàn là ý riêng của một con người. Chúa Giêsu đưa ra một cái tiêu chuẩn mới để đổi chúng ta suy nghĩ ai là mẹ và ai là anh em ta. Chỉ những người thi hành thánh ý của cha, người đó là mẹ, là anh chị em ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết lấy tiêu chuẩn là từ lời Chúa, từ thánh ý của Thiên Chúa để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống đời sống đạo của chúng ta, thì có lẽ chúng ta mới có thể xây dựng được xã hội, xây dựng được giáo hội. Với tập tình đó, chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em, tôi đã tham tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, thank you.
Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiên hậu. Xin đáp lời con cái Ngài van và soi sáng cho biết những gì là chính đáng và cho chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống ly và dòng giống người đàn bà. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sau khi Adam ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng lại trong vườn. Con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài đã cho ở với con, đã cho con ăn trái cây ấy, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mây đã làm điều đó, nên mây đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mây phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mây. Ta sẽ gây mối thù giữa mây và người đàn bà, giữa dòng giống mây và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mây, và mây sẽ cắn vào gót nó. Đó là lời Chúa. Thank you.
lòng tin như đã chết, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng đang để làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ăn sẵn càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có bị tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian chân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cái khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở mới do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà đóng cửa trên trời không do tay người thế làm ra. Đó là lời Chúa. Sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền di bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dự thế quỷ vương bạch trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao từ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đạt tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thường, dù nói phạm thường nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ăn. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi mười nhào mắt, rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Ai là mẹ tôi và ai là anh em tôi? Rồi người nói rằng, chỉ những ai thi hành thánh ý của cha tôi, của Thiên Chúa, thì người ấy mới là anh chị em và là mẹ tôi. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ cần phải trở lại bài đọc 1 để rồi chúng ta như được đem về những trang đầu của Kinh Thánh. Và có một số nhà thần học cho rằng những trang đầu của Kinh Thánh không phải là để nói về một cái thần học về tạo dựng, nhưng có lẽ nói về một cái thần học về sự ác và tội lỗi tại sao lại xuất hiện ở trong thế gian. Những chương đầu của sáng thế, những sứ điệp nói về việc tạo dựng, Thiên Chúa tạo dựng con người và mọi sự Thiên Chúa cảm nhận đều tốt đẹp. Thế nhưng ngày hôm nay ở trong bài đọc 1, ông Adam tố Chúa. Chúa đi tìm ông và Chúa hỏi: Adam, ngươi ở đâu rồi? Phải ngươi đã ăn trái cấm mà ta đã ra lệnh cho ngươi không được ăn không? Thì ông Adam mới nói với Chúa rằng: Thưa Chúa, người đàn bà mà Chúa đã ban cho con, đã chung dỗ con. Còn bà Eva, khi mà Chúa nhìn đến thì bà nói rằng: Con thân đã dụng chỗ con. Và quả thật, nhìn vào sứ điệp của những trang đầu của sáng thế, người ta thấy rằng tội lỗi và sự ác bắt đầu xuất hiện là do sự yếu đuối của con người. Bà Eva bị sự cám dỗ, bị sự dụ dỗ của ma quỷ. Nó nói rằng bà ăn đi, bởi vì mỗi lần bà ăn thì bà sẽ bằng Chúa. Một cám dỗ về quyền lực, một cám dỗ về vật chất và quyền lực đối với con người. Và do sự yếu đuối, như Thánh Phaolô ở trong thư gửi tín hữu Côrintô nói rằng: tôi là một bình sành dễ vỡ. Cho nên bà đã vô tình phạm tội bất tuân chống lại Chúa. Và tất cả bắt đầu từ sở thích, từ lấy mình làm trung tâm của cuộc đời, làm trung tâm của con người. Bà Eva rồi ông Adam, và quay trở lại với thế hệ của chúng ta ngày hôm nay, người ta cũng cảm nhận sự gian ác, những bất công, những tội lỗi của con người xuất phát từ con người. Dường như người ta cảm nghiệm là xuất phát từ chính bản thân con người, do ý riêng, do những gì gọi là riêng tư của mình, do coi mình là trung tâm của vũ trụ, do coi mình có thể trở thành những vĩ nhân. Thế nhưng mà cuối cùng họ lại thất bại, rơi vào trong những cạm bẫy của ma quỷ. Đây là một cái chiêu bài rất độc đáo của ma quỷ. Nó nhìn thấy sự yếu đuối ở nơi con người, nó nhìn thấy những bất toàn của con người và tìm cách để đổi quyến rũ, để lôi kéo, để chính con người phạm tội và xa lánh Chúa. Và từ đó những cái hậu quả của tội lỗi, tức là sự ác, sự bất công ở trong xã hội, sự đối chọi nhau, ghen ghét nhau bắt đầu xuất hiện. Để ý trong bài đọc 1, chúng ta sẽ cảm nhận thôi. Khi mà Chúa dựng lên người đàn bà Eva cho ông Adam ở trong vườn địa đàng, thì ông nói gì? Đây là xương bởi xương đôi, thịt bởi thịt thôi. Tình yêu, sự đón nhận.
Nhưng mà khi phạm tội rồi thì sao? Nói tại cái bà đó thì còn nhẹ nữa. Chúa ơi, tại cái mù đó đó, mù dù dù con, mà con đã rơi vào trong cảnh này, chối bỏ một tương quan từ trong gia đình. Và từ khi mà chối bỏ cái tương quan từ trong gia đình đó thì vô tình con người cũng chối bỏ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến, Ngài ứng xử một cách khác. Trong thông điệp Veritatis Redon, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một cái tiêu chuẩn về luân lý, và tiêu chuẩn đó cần phải dựa trên lời Chúa để đổi hướng con người về chân thiện mình. Chúa Giêsu Ngài đến trần gian và Ngài cũng đã dựa trên cái tiêu chuẩn của lời Chúa, của thánh ý của Thiên Chúa để làm chủ cho cuộc đời của Ngài, chứ cũng chẳng phải lấy ý kiến của chính Ngài. Để ý ở trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu nói gì? Đứng trước cái sự đau khổ, đứng trước cái sự chết, Ngài nói gì? Ngài nói là Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà là theo ý Cha. Trong cái cuộc cám dỗ ở tin mừng Matthew chương 4, Chúa Giêsu khi mà đối diện với những cám dỗ mà ma quỷ đã đưa ra sau khi Ngài ăn chay cầu nguyện để trở về cuộc đời lao dạ công khai, thì Chúa Giêsu đã dùng chính lời ở trong Kinh Thánh, có lời chép rằng ngươi phải làm thế này, ngươi phải làm thế kia, để rồi khuyên thân, để rồi xua đuổi, tẩy trừ những cơn cám dỗ. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đến trần gian, Ngài không phải là che giấu hoặc là đặt vấn đề cho những sự ác, sự này, sự kia, nhưng Ngài đi vào các hành động để làm cho những cái sự ác, làm cho những bất công, làm cho những đau khổ của con người được giảm bớt, được xóa nhiều. Bằng chứng việc trừ quỷ, việc chữa lành bệnh tật, sẽ sang sóng gió, xua trừ ma quỷ là những bằng chứng cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu đến, Ngài để xoa dịu những đau khổ, những bất công, những thử thách ở nơi con người. Và Ngài đã đặt ra một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chí để làm nên những cái tương quan mới ở trong cuộc đời, đó chính là việc thi hành thánh ý Chúa. Ai thi hành thánh ý Chúa, người đó là anh chị em, là mẹ của tôi. Thế nhưng mà đâu phải đơn giản vậy. Người bị người đời chống đối vì những tiêu chí được lấy từ Kinh Thánh, tiêu chí để làm xoa dịu những nỗi đau của con người, tiêu chí để dùng lời Chúa làm kim chỉ nam cho mình. Ngài bị chính những người thân coi Ngài là anh chàng điên, bị tâm thần, bị mất trí. Giới lãnh đạo thì coi Ngài thông đồng với ma quỷ, dư thế quỷ cương Beelzebul để trừ quỷ. Nhưng Chúa Giêsu Ngài khẳng định việc thi hành thánh ý của Cha là lương thực của cuộc đời của Ngài, và việc thi hành thánh ý là trung tâm để rồi giúp Ngài thực hiện cái con đường mà Chúa Cha đã vạch ra, một ý định được tiền định từ muôn thuở, đó là cứu chuộc và đem con người trở lại giao hòa với Thiên Chúa. Trở về với chúng ta thể nhìn lại, phải chăng do lấy mình làm trung tâm, do những ý kiến của mình mà chúng ta đã tạo nên những xung đột? Không thật, để cho một em bé nó tự do thì nó không muốn đi lễ đâu, nó không muốn đến với Chúa đâu, bởi vì cái tự do thoải mái là được chơi, được đánh game, được kiểu này kiểu khác, được nghỉ ngơi trong lười biếng. Hoặc là để cho một chàng thanh niên, để cho tự do,
chọn lựa đưa ra cho mình những tiêu chuẩn, tiêu chí riêng, thì có lẽ nó tìm mọi cách để nó ăn chơi, để thỏa mãn trong cuộc đời. Thế nhưng ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm một cái tiêu chí cho cuộc sống đạo của chúng ta. Và cái tiêu chí đó được Chúa khẳng định để trở thành anh em, để trở thành cha mẹ của chính Chúa thì phải thi hành thánh ý của Chúa Cha, phải dựa trên lời của Chúa để sống, để làm kim chỉ nam dẫn cho cuộc đời của mình. Lúc đó chúng ta mới trở thành những người theo Chúa đích thực. Ngày hôm nay tôi chỉ gửi đến hai cái tâm tình đó, tâm tình để được xóa dịu những cái đau khổ của con người với thiên chí của con người ở trong cuộc sống, những cuộc từ thiện, những sự giúp đỡ, chia sẻ nhau theo gương của Đức Kitô. Và cái chiêu thứ hai là để có thể đạt được nơi mà mình ước mong sẽ đến, là trở thành những người ở trong nước trời, thì đòi buộc chúng ta phải sử dụng tiêu chí là lời Chúa và lời khuyên nhủ của Chúa là thực hành thánh ý của Chúa Cha. Xin cho chúng con trong cuộc sống, cho chúng con biết từ bỏ ý điên của mình, những ý điên có thể dẫn chúng con đến những cái chỗ gây gổ, hằn thù, chống đối. Những ý điên dẫn cho chúng con đến chỗ phạm hết luật này đến luật khác ở trong lòng của Chúa. Xin cho chúng con từ bỏ những ý điên đó, để rồi chúng con sẽ gặp những cái tiêu chí của lời của Chúa, của Kinh Thánh, và xin cho chúng con biết đón nhận lời của Chúa để sống những tiêu chí đó, thì chúng con mới trở thành những người con cái đích thực. Amen. Tôi tin trên một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo mọi trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin lời Đức Chúa Cha cứu chuộc muôn người. Thiên Chúa,
khỏi quyền thống trị của ma quỷ và khai mở nước Thiên Chúa. Nhờ vết tích rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời quyền sĩ. Tôi đã tin nên tôi mới nói, và chúng tôi tin nên chúng tôi cũng nói. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị trụ chân trong giáo hội luôn có một trái tim biết cảm thông và một tấm lòng bao dung nhân hậu, để tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa, cách riêng những ai đang sống trong tội lỗi lầm lạc. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang hoạt động tông đồ tại các miền truyền giáo luôn có một đức tin trong sáng, một tình thương xả kỹ, cùng tinh thần phục vụ vô vị lợi, và xem tất cả những người mình gặp gỡ đều là thành viên trong đại gia đình thiêng liêng của hội thánh. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập. Chúng ta cùng cầu xin cho các gia đình trẻ luôn hết lòng thờ phượng Chúa, biết can đảm vượt qua bản tính con người yếu đuối khi gặp những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, biết vạn đại thi hành ý muốn của Thiên Chúa, hầu sống phù hợp với lương tâm ngay thẳng, cùng ra sức thực hiện những điều thiện hảo mà góp phần xây dựng nước trời ngay tại thế. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ tôi. Cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta biết chân thành yêu thương nhau, nhất là luôn sống tinh thần hiền hòa, khoan dung và hết lòng mến chủ điều lành, luôn can đảm sống theo ý Chúa, để ngày càng gắn bó với nhau, hầu vun đắp một gia đình giáo xứ hợp nhất yêu thương như lòng Chúa mong muốn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Để giải thoát cho con khỏi ách nô lệ tội lỗi và làm cho chúng con trở nên con yêu dấu của Chúa. Xin thương ban cho thánh thần cho chúng con, giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lê muôn đời dân tin Chúa,
để chúng con được thêm thử hương gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiền vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chiến cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lời thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Aloysius chúng con, Đức Cha Phêrô, Đức Cha Mikael và toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân Thiên Chúa. Xin Chúa thần thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp như cô nhân Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin hướng đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin nhớ đến các tôi tớ Cha là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay mà Cha đã cắt bỏ ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người, khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác bọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng áng của người. Xin Cha thương lên anh chị em chúng con đã đi trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thấy vào nương Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới đến cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tân Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha đồng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha hoàn toàn. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
Thank you.
này nên chữa lành và bô dương chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng sâu và vươn đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Come on.